Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video này của mình nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2023. Mình xin chúc cho mọi người xem video vui vẻ nha anh em. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi với tổng thể tích nước hồ Chánh Bà Lọc của mình á, đã rơi vào tầm cỡ khoảng 3 khối nha. Hồ này thì mình đã được sự đồng ý của anh Long ở tỉnh Nam Định nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình mời mọi người cùng với lại mình sẽ ghé nhà của anh Long. Thứ nhất là mình tham quan hồ. Thứ hai là mình sẽ nhờ anh Long chia sẻ cái hệ thống lọc hồ của mình hoạt động hơn 6 tháng rồi. Để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình đang có nhà ý làm những cái mô hình hồ tổng thể tích nước của mình nó tầm cỡ khoảng 3 hoặc là 4 khối á, thì mình có thể là tham khảo cái hệ thống lọc hồ của anh Long luôn nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop anh em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại em qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là toàn bộ khung cảnh hồ của anh Long nè mọi người. Bây giờ mình chia sẻ một vài cái thông tin hồ của anh Long, sau đó mình cùng với lại anh em sẽ phân tích hơi sâu một tí xíu cái vấn đề chia hệ thống lọc nha. Tại vì trong cái thời gian qua có rất là nhiều anh em xây hồ mới á, mà mọi người đang lấn cấn ngay cái chỗ mà chia thể tích nước hồ chính với lại lọc của mình á. Hồ này của anh Long á, chiều dài tính luôn cả lọc là 3,5 m, chiều ngang của mình là 1,2 m, và mực nước trong hồ thì hiện tại bây giờ anh Long đang để là 70. Như vậy là mình tính ra tổng thể tích nước hồ Chánh Bà Lọc của anh Long á, nó tầm cỡ khoảng 3,1 khối nha. Thì bây giờ nếu như ở nhà anh em có một cái không gian rộng mà cái chiều dài của mình nó tầm cỡ khoảng 3,5 m giống như của anh Long á, thì chia ngăn lọc mọi người có thể là áp dụng theo cái cách mà mình chia sẻ nha. Thì thông thường mọi người sẽ lấy cái công thức á, là 1/3, có nghĩa là giả sử như cái hồ Chánh của mình nó tầm cỡ khoảng 3 khối thì mình sẽ làm cái hệ thống lọc của mình nó tầm cỡ khoảng 1 khối. Còn nếu mà mình có cái không gian diện tích á, thì mình làm nó càng rộng hơn thì cái hiệu quả mang lại càng cao. Thì hồ này của anh Long ở đây chiều dài của mình là 3,5 m, thì anh em có thể là làm cái hệ thống lọc của mình á, cái chiều dài của nó là cái phần 1 m nè, còn lại là cái hồ chánh của mình. Thì như vậy là hồ chánh này của anh Long nó tầm cỡ khoảng 2,1 khối nha, và cái hệ thống lọc của mình nó tầm cỡ khoảng 850 lít á. Như vậy sẽ rất là hợp lý nha mọi người, có nghĩa là cái thể tích nước hồ chánh này nè cơ bản là nó hơn 1/3 so với lại cái hồ chánh của mình một tí xíu, thì cái hiệu quả của nó mang lại tương đối sẽ cao hơn. Nếu như mà anh em để cái ngăn lọc này của mình nhỏ quá đi thì không có không gian, cái bộ lọc của mình nó không có đủ cái độ lắng á, cái phân của mình nó dễ bị nát lắm. Mình thấy có nhiều bạn giống như cái hồ mình lớn á, cái chiều dài tầm có khoảng 3 hoặc là 4 mét giống như của anh Long nè, mà mọi người làm cái lọc nó có 200 hoặc là 300 lít thôi, nó không có đủ cái không gian, lọc nó kém, lâu ngày chất lượng nước của mình bị vàng, bị xanh, rồi cá nó dẫn đến cái tình trạng bị bệnh nữa. Nên là anh em nào mà đang chuẩn bị xây hồ á, giống như hồ xây rồi thì mình không nói, nhưng mà nếu mà hồ anh em đang chuẩn bị xây á, thì cứ cố gắng ha, đo sao mà cái lọc của mọi người á, nó bằng 1/3 là ít nhất nha, còn càng to hơn thì cái hiệu quả càng cao nha. Về cái phần mà đi đường ống hút đáy hút mặt á, thì mọi người có thể là đi hai hút đáy cũng được, nhưng mà ở đây thì anh Long làm chỉ có một hút đáy thôi. Một hút đáy của mình là 60 nè, một hút lửng 48 và một hút mặt 48. Xin lỗi mọi người nha, một hút lửng 60 và một cái hút mặt là 48. Tại vì cái hút mặt này anh em có thể là đi ống nhỏ hơn so với lại là cái hút đáy với lại hút lửng. Tại vì hút mặt thì cơ bản nó chỉ lấy cái bề mặt nước nó tầm cỡ khoảng 5% thôi. Trong rất là nhiều cái video khi mà chia sẻ lên kênh thì mình cũng đã có nói cái vấn đề này rồi. Chủ yếu là cái phân đáy là nhiều nhất nha, phân đáy là nhiều nhất nè. Tiếp theo là sẽ đến cái phân tầng giữa. Cái tầng giữa tại vì cá của mình nó bơi á, cộng với lại thổi luồng, nó dễ bị cái tình trạng là nát phân, cặn li ti á. Thì nếu mà anh em muốn xử lý cái tình trạng cặn li ti thì mình sử dụng cái hút lửng, nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là tích cực nha. Như mọi người thấy là chất lượng nước trong hồ của anh Long ở đây rất là trong, và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Anh Long chia sẻ với lại mình á, theo dõi kênh một cái thời gian khá dài rồi, thấy anh em giao lưu hồ lên rất là vui, nên là ở nhà anh Long tự thiết kế làm hồ luôn. Hồ của mình hoạt động được hơn 6 tháng rồi mọi người. Thì ngày hôm nay anh Long nhờ mình chia sẻ hồ lên, thứ nhất là giao lưu với lại anh em, thứ hai là giới thiệu cái hệ thống lọc mà anh Long tự thiết kế, tự vận hành. Đồng thời là cũng mong muốn nhận thêm những cái ý kiến đóng góp xây dựng của mọi người, để trong cái thời gian sắp tới thì anh Long sẽ ngày càng hoàn thiện hồ của mình hơn nữa. Bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, thôi mình sẽ nhờ anh Long ha, sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể để mình cùng với lại anh em xem coi là hiện tại bây giờ trong những cái ngăn lọc đó thì anh Long đang vận hành nó như thế nào nha. Đây là bể này là mình tự thiết kế nhé. Hồ chính tầng 2 khối.
lọc thì tổng khoảng là gần 800 lít. Mình đi 1 phút đáy ống 60, 1 phút nựng 60 và 1 phút mặt 48 về ôn lắng. Đó, mình để phun lưới lan. Mình quấn rất kỹ và sang ngăn bên này thì không có một tí phân nào. Ngăn thứ hai thì để phun lưới lan cũng bọc rất là lưới lan rất là dày. Với này cùng là đèn UV và bơm. Đây mình đang sử dụng một bơm 10.000, bơm lên là chum chặt toàn bộ lưới lan và chết cây trầu vàng. Rồi xả sang một tràn, xả về hồ oxy. Mình đi hai luồng 34 nhé. Đây còn gọi là cá Việt thôi. Cá thì trung bình từ 30 đến 60. Để giữ vệ sinh nhưng mình không cho ăn trên tay. Đây, toàn bộ là mình thiết kế đấy. Nước thì khá là trong. Mực nước mình đang để là 70. Vừa rồi thì anh Long đã chia sẻ với lại mọi người toàn bộ cái quá trình mà anh Long làm lọc cho hồ của mình. Anh em thấy rất là hiệu quả nha. Bộ lọc của anh Long ở đây thì cũng giống như của anh em mình thôi, cũng là 3 ngăn. Một ngăn lắng nè. Ngăn thứ hai thì mọi người có thể là để di mát hoặc là lưới lan. Ngăn thứ ba là mình để bơm. Nhưng mà anh em lưu ý nha, ngay chỗ cái ngăn bơm á, anh Long làm nó hơi nhỏ hơn một tí xíu so với lại hai ngăn còn lại, rất là hợp lý thôi. Nếu như mình có không gian hoặc là diện tích á thì mình có thể là chia 3 ngăn đều nhau. Nhưng mà khi mà chia hệ thống lọc á, anh em thấy được rằng nếu mà chia 3 ngăn đều nhau á, cái ngăn lắng nó nhỏ thì anh em chia làm 2 thôi, còn không là làm 3. Nhưng mà cái ngăn lắng của mình phải là to nhất nha, để nó có cái không gian nó lắng lại. Còn nếu mà anh em chia nó hẹp quá đi, nó không đủ độ lắng á, cái phân mình nó dễ nát, nó làm cho cái chất lượng nước của mình kém nha. Thì đó là cái mà mình lưu ý để mọi người anh em nào đang chuẩn bị xây hồ thì có thể là tham khảo. Và một cái nữa thì ngay chỗ cái phần bơm á mọi người, thì hiện tại bây giờ hồ chánh của anh Long tầm cỡ khoảng 2 khối và anh Long đang xài cái bơm 10.000. Thì anh em trao đổi với nhau thì anh Long cũng có chia sẻ là trong cái thời gian sắp tới á, anh Long sẽ nâng bơm lên, tổng bơm của mình sẽ là 20.000. Thì theo cá nhân riêng của mình thì hồ chánh của anh Long á 2 khối mà mình xài tổng bơm 20.000 rất là hợp lý nha. Khi mà mình nâng cấp bơm lên nữa, cái hệ thống lọc của mình đó, nó hoạt động hiệu quả hơn thì cái chất lượng nước trong hồ của anh Long sẽ đẹp hơn nữa. Thì theo mình tăng bơm sẽ là một cái tối ưu nhất để nó giúp cho cái bộ lọc của mình hoạt động hiệu quả hơn. Còn nếu mà mọi người xem video anh em thấy còn bổ sung thêm những cái gì để giúp cho cái bộ lọc hồ của anh Long hiệu quả hơn nữa đó thì mọi người cứ comment bên dưới ha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó, anh Long, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và anh chị em cô chú xem được video này nói chung, em chúc cho anh Long cũng như là gia đình của mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc của anh Long làm ăn ngày càng tiến triển và phát đạt hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Long chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.